Thông báo nhanh số 224 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 12 đến 18 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2021, ghi nhận 637 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 295 ca, trong đó 13 ca trong khu cách ly tập trung, 66 ca đang cách ly tại nhà k trong khu vực Phong tỏa 208k ngoài cộng đồng trong đó 5k tại phường hộp 30k tại phường tháng 8 10k tại phường 2 7k tại phường 3 9k tại phường 4 25k tại phường 5 5k tại phường 7 11k tại phường Nguyễn An Trinh 8k tại phường 8 7k tại phường 9 4k tại Phường Chức, 16k tại phường Rạch dừa 21 k tại phường 10 2k tại phường 11 47k tại phường 12 tại 1 ca là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa ghi nhận 51 ca Trong đó 2 ca trong khu cách ly tập trung 5 ca trong khu vực phong tỏa 44 ca ghi nhận ngoài cộng đồng Trong đó 1 ca tại phường Phước Hiệp 8 ca tại phường Phước Nguyên 2 ca tại phường Thông Toàn 2 ca tại phường Long Tâm 4 ca tại phường Phước Trung 12 ca tại phường Thông Hương 3 ca tại phường Kim Vinh 6 ca tại xã Tân Hưng 3 ca tại xã Long Phước 3 ca tại xã Quà Long, thị xã Phú Mỹ kiên nhận 154 ca, trong đó 4 ca trong khu cách đi tập trung, 125 ca đang cách đi tại nhà, 10 ca trong khu vực phong tỏa, 15 ca ngoài cộng đồng. Trong đó 2 ca tại phường Phú Mỹ, 1 ca tại xã Tân Hòa, 1 ca tại xã Tân Hải, 2 ca tại phường Hủy Xuân, 2 ca tại phường Hát Dịch, 1 ca tại xã Châu Pha, 2 ca tại xã Tốc Tiên, 3 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Phú Mỹ. 1 ca là người đi từ tỉnh Long An về Phú Mỹ. Quyện Châu Đức ghi nhận 67 ca, trong đó 46 ca trong khu cách ly tập trung, 9 ca trong khu vực phong tỏa, 12 ca ngoài cộng đồng. Trong đó 5 ca tại xã Bầu Chinh, 1 ca tại xã Sơn Bình, 2 ca tại xã Bình Giả, 1 ca tại xã Xà Vang, 1 ca tại xã Đăng Lớn, 1 ca tại xã Quảng Thành, 1 ca tại xã Xuất Rao. Quyền đất đỏ kiên nhận 12 ca, trong đó 3 ca trong khu cách ly tập trung, 1 ca đang cách ly tại nhà, 3 ca trong khu vực phong tỏa, 5 ca ngoài cộng đồng, trong đó 4 ca tại thị trấn đất đỏ, 1 ca tại xã Láng Dài. Quyền thông tiền ghi nhận 33 ca, trong đó 6 ca đang cách ly tại nhà, 27 ca ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca tại thị trấn Long Điền, 5 ca tại thị trấn Long Hải, 1 ca tại xã Ngãi, 5 ca tại xã Tam Phước, 7 ca tại xã Phước Tỉnh, 7 ca tại xã Phước Hưng. Quyền Xuyên Mộc ghi nhận 25 ca trong đó 2 ca đang cách ly tại nhà, 1 ca trong khu vực phong tỏa, 22 ca ngoài cộng đồng. Trong đó 3 ca tại xã Phước Thuận, 4 ca tại xã Phước Tân, 9 ca tại xã Xuân Mộc, 2 ca là người đi từ tỉnh Ninh Thuận về Xuân Mộc, 1 ca là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Xuân Mộc, 2 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Xuân Mộc, 1 ca là người đi từ tỉnh Khánh Hòa về Xuân Mộc. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 421 ca, tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 67%. Số người đang cách ly tập trung tăng mới vào 1.337, giảm hoàn thành cách ly 751. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của tỉnh. Để chấm thiểu ca mắc, ca nặng và tử vong. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở ngành, ban chỉ đạo các địa phương tiếp tục chủ động các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh phù hợp với tình hình của địa phương, củng cố và nâng cao hệ thống cơ sở y tế, đặc biệt là y tế ở cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, đơn vị, tổ chức giám sát chặt chẽ các ca F1, F0 điều trị cách ly tại nhà tiếp tục tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong chờ vào việc tiêm phòng vaccine COVID-19 mà lơ là các biện pháp phòng chống dịch. Chuẩn bị thuốc men, mua sắm các trang thiết bị y tế, không để thiếu những danh mục này trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Quy động dân lực y tế trong toàn tỉnh để tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 bên cạnh đó trước biến chủng omicron mới xuất hiện tại nam phi gần đây các sở ngành cần theo sát nguồn tin từ bộ y tế để khi có hướng dẫn mới tỉnh triển khai thông tin chính xác đầy đủ và kịp thời tới người dân tuyên truyền cho người dân hiểu đúng tình hình dịch bệnh để không hoang mang lo lắng trước biến chủng mới nhưng cũng không chủ quan lơ là trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bởi chỉ có tuân thủ tốt điều này mới có thể bảo vệ sức khỏe và tính mạng chính bản thân và gia đình của mỗi người phát huy cao nhất tinh thần nghĩa tình những nghĩa cử cao đẹp tương thân tương ái sang sẻ giúp đỡ nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này áp dụng chặt chẽ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dành nâng cao sức đề kháng theo khuyến cáo của ngành y tế tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5 k